Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và hôm nay hưởng ứng chung cái tinh thần kinh doanh của bên Viettel ấy. Viettel bây giờ sẽ kinh doanh rất nhiều mảng liên quan đến điện tử viễn thông, như kiểu năng lượng mặt trời này, điều hòa tủ lạnh. Và hôm nay em sẽ review về lắp đặt cái bình nóng lạnh của Viettel. Đây, em vừa mới lấy một cái bình nóng lạnh 30 lít của Ariston, đập hộp luôn. Và bọn em sẽ trực tiếp thi công. Nếu mà mọi người muốn lắp đặt một cái nào đấy thì mọi người ra cửa hàng Viettel xong rồi mọi người đăng ký. Lấy cái này quá to rồi, bình 30 lít này to. Ui, đi mẹ. Méo vừa rồi. Ba con cần hết chục liều á, rất mấy tiếp xem đang nào thầy Dung trường đang to quá bật cái mấy cái phẩm rồi đấy, năm binh hai chục sắp rồi, năm hai chục đó mấy kia đọc lên Google kia tiếng ở nhà thì con bao nhiêu người bây giờ tôi là hạt mày cứ lúa nặng cái tiền mày mới đỡ mày mày cứ lúa nặng tốn điện cho anh đi phớt tốn điện phớt Thank you.
Đây đúng không? Ừ, khó không? Đồn xiên mà nay là mềm vòi, mệt tiêu hết. Lại nghe sẵn tí này, cái cỏ đang hoang đầy đủ. Điện nó có, lấy chát vai chơi chồng. À, bay ra. Em lấy bút sữa đèn với sữa luôn. Cái loài nó ngồi kéo cái cột dây mới hạ loài này. Nghe lực ông thì dây lan con cắp đông to điểm mà con khởi được không? Báo mình đi. Ờ vừa đầu thì ở vừa hạt này. Nó đây nổ say bao bao cái thì này, cái dây nó ở đấy. Cái lỡ thì là như không uống đấy là loài gì? Vâng. Nguồn điện nữa thằng em. Vâng, anh chị đây. Anh đi hậu cái chở rồi dùng. Thank you.
Cái gì cùng nguyện đi nhau bữa cái nó cái nhau nghe bao đầu. Sau thời gian 1 tiếng đồng hồ thì đã xử lý xong cái bình nóng lạnh này. Chỉ chờ để tắm thôi.